Chào tất cả các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về chặng đua thứ hai của mùa giải MotoGP 2024 đã diễn ra ở trường đua Algarve, thành phố Portimao, Bồ Đào Nha. Đáng lẽ ra thì chúng ta nên có hoặc là phải có một tuần đua MotoGP khá là yên ả khi mà những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch chẳng hạn như là Bagnaia, Martin hay là Binder. Và ở một góc nhìn nào đó, ở một khía cạnh nào đó thì thần đồng hoặc là tân binh Pedro Acosta cũng sẽ có những màn trình diễn thật là hay để mà mang đến cho chúng ta những cảm giác thật là hồi hộp và cảm xúc. Nhưng mà cuối tuần vừa rồi thì chúng ta có thêm nhân tố X, đó là Marc Marquez các bạn ha. Và ở một khía cạnh nào đó, ở một góc nhìn nào đó chúng ta có thêm nhân tố Y, đó là Enea Bastianini. Cũng như là chúng ta có thêm một nhân tố Z nữa, đó là Maverick Vinales. Dĩ nhiên là khi mà nhân tố XEZ tham gia vào bức tranh mỗi cuối tuần GP của chúng ta thì bức tranh đó sẽ có nhiều sắc màu hơn, có nhiều chuyện để nói hơn và khó dự đoán hơn các bạn ha. Đâu ai ngờ được là Maverick Vinales có được chiến thắng sprint cho Aprilia đâu, không ai ngờ đến chuyện đó các bạn ha. Hay là ở cuộc đua chính đi, Maverick Vinales thực sự là thi đấu rất hay nha các bạn. Như bạn nói là Maverick Vinales vào cuộc đua chính hôm Chủ nhật á thì thế nào là cũng bị tụt về những cái vị trí ở phía sau. Nhưng mà các bạn thấy là Maverick Vinales thi đấu rất hay, chỉ có là xe của Aprilia dở thôi, cho nên là mới tước đi 20 điểm của Maverick Vinales đầy tức tưởi. Thực sự thì khi mà chứng kiến Vinales thi đấu ở Portimao cuối tuần trước á thì chúng ta thấy là tay đua này gần như là lột xác, chỉ có cái sự kém may mắn. Và thực sự thì xe của Aprilia mấy mùa trước cho đến bây giờ á thì lúc nào cũng gặp những cái sự cố rất là vớ va vớ vẩn như thế. Đúng là Aprilia còn rất là nhiều việc phải làm, và đúng là Aprilia dẫn đầu sự phát triển ở khía cạnh khí động học trong khoảng 1,5 năm trở lại đây á. Nhưng mà những cái chuyện linh ta linh tinh, những cái chuyện nhỏ nhỏ như thế thì Aprilia cần phải cẩn thận hơn, cần phải chỉnh chu hơn, chứ không thể nào mà để tay đua của họ ra về một cách tức tưởi như vậy các bạn. Năm ngoái thì hình như là có vụ cháy động cơ, năm nay thì lại có những cái vụ chẳng hạn như là hộp số bị hư như thế. Rồi hộp số của Aprilia thì do một công ty thứ ba làm chứ không phải là tự làm, không phải là cây nhà lá vườn, cho nên là người ta dấy lên mối lo ngại giữa sự tương thích của hộp số này với các chi tiết khác trong động cơ của chiếc RSGP. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái chuyện mà hư hộp số như thế thì thật sự là rất khó chấp nhận đối với một hãng xe tham gia MotoGP. Có thể là một vài lần trong những năm trước đó thì tạm chấp nhận được, nhưng mà Aprilia đã tham gia từ 2015 cho đến bây giờ rồi, cho nên là những cái chuyện mà hư hộp số như thế thì đáng lẽ là không nên diễn ra. Và Maverick Vinales á thì mặc dù rất là cay đúng không các bạn, rất là cay, nhưng mà dù sao đi nữa thì tuần vừa rồi anh cũng có một tuần thi đấu rất hay, thực sự là rất hay, chúng ta phải thừa nhận điều đó. Có thể là nhiều bạn sẽ nghĩ là Maverick Vinales giống như là một tay đua một chặng hoặc là một mùa thôi, nhưng mà mình thấy là sự tiến bộ đang thể hiện trong cách chạy của Vinales. Sẽ chờ đến những đường đua mà thuần châu Âu kiểu như là truyền thống thì Maverick Vinales mình nghĩ là sẽ còn nhiều cơ hội để mà thể hiện tài năng nữa. Nhưng mà mất đi 20 điểm ở Portimao là một điều vô cùng đáng tiếc. Rồi chúng ta nhắc đến ai nữa các bạn? À, dù sao đi nữa thì có rất là nhiều chuyện để nói, và mình vừa nói xong Maverick Vinales ha. Rồi bây giờ chúng ta nói qua cái chuyện mà rất nhiều bạn quan tâm, đó là chuyện giữa Marc Marquez và Pecco Bagnaia. Hai tay đua này là có một bức tranh hoàn toàn trái ngược nhau ở Portimao. Trong khi Marc Marquez càng chạy càng tự tin thì ở Portimao Bagnaia càng ngày càng mất đi sự tự tin. Chẳng hạn như là ở cuộc đua sprint các bạn thấy là mặc dù xuất phát ở những vị trí khá là thấp, mình nhớ là vị trí thứ 8 gì đó, nhưng mà Marquez lại có được podium. Trong khi đó thì mặc dù xuất phát ở hàng thứ 2 nhưng mà Pecco Bagnaia đành hài lòng với hình như là vị trí thứ 4 ở sprint đó sao á, và đành ra về với tay trắng ở cuộc đua chính. Vấn đề là hai tay đua này gặp nhau không có đúng thời điểm. Đáng lẽ là hai tay đua này nên chạy xa nhau ra một tí, nhưng mà đó là một phần của cuộc chơi. Marc Marquez thì muốn
thể hiện sự tự tin của mình. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta chạy càng ngày càng hay á, thì sự tự tin của chúng ta càng ngày càng lớn. Và đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta làm những điều không thể hoặc là không nên làm với sự tự tin đó. Trong khi đó thì bác Naya, các bạn thấy là cũng muốn giành lại những điểm số, hoặc là coi như là không để mất quá nhiều điểm trước Jorge Martin. Cho nên là pha va chạm đó mình nghĩ là nó cũng thể hiện phần nào phong độ của hai tay đua, cũng như là tâm lý, tâm trạng và sự tự tin của hai tay đua. Marc Marquez thì muốn có nhiều sự tự tin hơn, trong khi bác Naya thì muốn hạn chế bị mất điểm trước Jorge Martin. Cho nên là cuộc đời hai bên đã va chạm vào nhau như thế, cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau, nhưng mà nó không vồ, nhưng mà bác Naya và Marquez thì đưa nhau ra bãi sỏi ngồi chơi xe nước. Marquez thì đổ lỗi cho bác Naya, tại vì lúc đó là chúng ta đang tranh chấp vị trí thứ 5 thôi, chúng ta không nên là quá căng thẳng như vậy, chúng ta cũng không nên là quá phải bạo lực như vậy. Nhưng mà bác Naya thì ngoại giao hơn. Bác Naya nói là cái điều mà tôi tiếc nhất á, là tôi đã về với không điểm, chứ cái chuyện mà va chạm á, thì chuyện đó là chuyện racing incident, ban tổ chức đã nói rồi thì bây giờ tôi không có nói lại nữa. Nhưng mà qua đó thì chúng ta cũng thể hiện được, cũng thấy được một điều, đó là bác Naya cảm nhận như á, là anh đang có một chút phần lỗi. Nếu mà gọi là trên 100 điểm ha, hoặc là 100% á, thì theo quan sát của mình và theo cái phân tích của mình á, thì mình thấy là bác Naya khoảng 60 phần lỗi và Marquez là 40 phần lỗi. Để thấy được là bác Naya không muốn đào sâu chuyện này quá, tại vì cả hai sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều ở trên sân đua, và biết đâu đấy á, cái duyên cái số của hai tay đua này lại vồ lấy nhau thêm một lần nữa, và lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ rất là phức tạp. Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là chặng đua thứ hai của mùa giải thôi, và bác Naya có nói là năm ngoái á, tôi cũng bị ngã xe ở Portimao, hoặc là tôi cũng bằng số điểm sau hai chặng đầu tiên của mùa giải, cho nên là mọi chuyện nó không quá căng thẳng vào thời điểm này của mùa giải. Do đó các bạn thấy là bác Na cũng không muốn đào sâu chuyện này quá. Nếu mà phân tích chi tiết ra, các bạn thấy là thực sự thì phần lỗi á, nhiều hơn ở bác Na. Bác Na đã không nên là quá giành lại, quá mong muốn giành lại vị trí như thế. Các bạn thấy là Marquez vượt cái đoạn đó, nhưng mà khi vượt á, thì lại bị hớ cua, và khi mà hớ cua thì tất nhiên người ta phải bẻ lái vào. Và bẻ lái vào thì mình nghĩ là bác Naya có đủ thời gian để xử lý cái pha đó ha. Một là chúng ta sẽ thòng ga, hai là chúng ta sẽ nhường cho Marquez chạy trước. Chứ nếu mà vừa lúc đó vào đúng cái line chạy của mình thì tất nhiên cả hai sẽ va chạm. Và lựa chọn là ở trong tay của bác Naya, nhưng mà bác Naya quyết định là sẽ đi vào đúng cái line chạy đó. Và việc va chạm là chuyện xảy ra, là việc va chạm là chuyện tất yếu thôi các bạn. Marquez khi mà bị hớ cua tất nhiên họ sẽ có xu hướng là họ sẽ bẻ vào, và bác Naya buộc phải là đưa ra một cái quyết định, và quyết định này đã không được như ý khi mà cả hai tay đua dìu nhau ra bãi sỏi. Marquez á, chuyện giữa Marquez và bác Naya thì mình sẽ có một video phân tích, hay là nói một cách chính xác hơn á, bây giờ Marquez giống như là một cái gì đó rất khó xử với Ducati. Không phải là chuyện tiếp nhận một tay đua xuất sắc như Marquez là chuyện dễ dàng đâu các bạn. Marquez có đủ trí khôn, có đủ tài năng, có đủ có quá nhiều danh hiệu vô địch thế giới để mà gọi là làm lung lạc tinh thần, hoặc là làm xáo trộn cấu trúc hiện tại của Ducati. Số chức vô địch của Marquez còn nhiều hơn số chức vô địch của Ducati nữa mà. Cho nên là việc mà Marquez chạy một chiếc xe Ducati á, nó không chỉ đơn giản là Marquez tìm lại sự tự tin đâu. Mặc dù là trên giấy tờ là như vậy, trên báo chí là như vậy, trên chót lưỡi đầu môi là như vậy, nhưng mà thẳm sâu trong đó Marquez hiện giờ là một vấn đề khá là khó giải cho Ducati đó các bạn. Và nếu như mà Marquez không chỉ va chạm với bác Naya đâu, mà còn va chạm với các tay đua khác của Ducati nữa, thì câu chuyện nó sẽ trở nên hết sức phức tạp các bạn ha. Chuyện này thì mình sẽ có một video sâu hơn về chuyện này. Rồi, bây giờ mình sẽ nói qua về Jorge Martin một tí các bạn.
Jorge Martin thì trường đua Portimao là một trường đua rất nhiều kỷ niệm. Năm 2021 thì pha ngã xe gần như là đã kết thúc sự nghiệp của Martin. Nhưng mà 2-3 năm trở lại Portimao thì các bạn thấy là mình không nhớ là 2021 hay là 2022 gì đó. Nhưng mà khi mà trở lại Portimao vào năm nay thì Martin giống như là một con người hoàn toàn khác, một tay đua hoàn toàn khác. Martin đã lắng nghe lời khuyên của mình, đó là nếu muốn giành chức vô địch thì buộc là phải chiến thắng vào ngày Chủ nhật. Không thể nào mà chiến thắng vào ngày thứ bảy. Chiến thắng vào ngày thứ bảy giống như là những số điểm cộng thêm để mà backup, để mà hỗ trợ khi mà chúng ta không thể nào mà chiến thắng vào ngày Chủ nhật. Nhưng để mà gọi là chắc tay, để mà chắc chắn giành chức vô địch á, hoặc là nói một cách nói giảm nói tránh á, cạnh tranh cho chức vô địch á, thì buộc Jorge Martin phải giành chiến thắng vào ngày Chủ nhật. Không có gì ngọt ngào hơn, không có gì sung sướng hơn, không có gì đã hơn khi mà giành chiến thắng vào ngày Chủ nhật với 25 điểm và chiếc cúp trong tay. Còn giành chiến thắng vào ngày thứ bảy là chỉ có 12 điểm và có huy chương thôi các bạn, không có cúp các bạn ha. Nên là Martin đã lắng nghe lời khuyên của mình, lắng nghe lời khuyên của bình luận viên chém gió Lê Quốc Khánh ở Việt Nam, phải chiến thắng vào ngày Chủ nhật thì mới có hy vọng. Và các bạn thấy là bây giờ Martin đã dẫn đầu bảng tổng sắp rồi. Mình không nhớ chính xác là bao nhiêu điểm nhưng mà khoảng 60 điểm thì phải, 60 điểm đúng rồi. Và tạo một cái tiền đề rất là tốt để mà Martin có thể là có những chiến thắng lớn hơn vào ngày Chủ nhật ở những cuộc đua sau. Martin thì có một chiến thuật thôi các bạn, là cố gắng lên dẫn đầu ngay khúc cua số 1 hoặc là hết vòng 1 thì phải cố gắng là lên dẫn đầu đoàn đua. Và lúc đó thì cuộc đua đã trở thành của riêng của Martin rồi. Các bạn biết khi mà Martin chạy đầu tiên á thì anh sẽ sống với cái nickname của mình, đó là đứa con của thần gió, ông hoàng tốc độ. Quá hay các bạn ha. Chúng ta rất là khó để mà đánh bại Martin nếu như mà Martin thi đấu xuất sắc như thế. Khi mà Martin chạy đầu rồi á, các bạn thấy là chỉ có Bagnaia hoặc là chỉ có một cái người nào mà đủ xuất sắc hơn Martin á thì mới có thể là bắt kịp tay đua số 89 người Tây Ban Nha thôi. Và năm nay thì Martin rất rất là cố gắng, rất là nỗ lực để mà lấy lại những gì đã mất, và chưa biết là mất luôn những gì đã có, nhưng mà có thể là anh sẽ là ứng cử viên gọi là nặng ký nhất trong mùa giải năm nay nếu như mà phong độ hiện tại được duy trì từ đây cho đến hết mùa giải. Vấn đề là Martin phải cố gắng hạn chế mắc những sai lầm không đáng có và chắc chiêu từng số điểm. Đừng có combat kiểu như là với Martin giữa Marquez với lại Bagnaia. Hôm thứ bảy thì Marquez cũng có một pha vượt như thế trước Martin, nhưng mà dù sao đi nữa cái pha vượt đó nó hơi khác một tí, nhưng mà dù sao đi là chúng ta cũng thấy là Martin cũng không có muốn dính vào những va chạm không đáng có như là những vụ va chạm giữa Marquez và Bagnaia. Nói như thế thì nó hơi sớm, nhưng mà có nghĩa là khi cần combat thì vẫn combat thôi, nhưng mà tránh những cái vụ va chạm như thế các bạn ha. Mình đã nói về Vinales này, Marquez Bagnaia này, Martin này. Bây giờ chúng ta nói qua Bastianini một tí. Mùa giải năm ngoái thì chúng ta không có nhiều điều để nói về Bastianini, nhưng mà dù sao đi nữa thì năm nay là chúng ta cũng biết được là Bastianini cũng muốn lấy lại những gì thực ra là xứng đáng với mình. Vị trí pole và vị trí thứ hai ở cuộc đua chính là một cái gì đó tạo ra rất nhiều động lực, tạo ra rất nhiều sự an ủi cho Enea Bastianini. Đúng là đẳng cấp vẫn còn đó, chứ không phải là mất đi sau một mùa giải chấn thương, chỉ cần là ăn nhập hoặc là chỉ cần gọi là kết nối với chiếc xe nhiều hơn thì Bastianini cũng là một tay đua vô cùng đáng xem các bạn ha. Năm ngoái thì ở Bồ Đào Nha, cũng ở Portimao luôn á, thì là một năm rất là buồn, đó là một chặng đua rất là buồn của Bastianini khi mà anh ngã xe ở cuộc đua sprint và cũng không có tham gia cuộc đua chính. Nhưng mà năm nay thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đúng là Martin chạy quá hay cho nên là Bastianini cũng không thể nào mà theo kịp. Bastianini có nói là Martin gần như là perfect, đúng không các bạn? Perfect.
Cho nên là cái việc mà chiến thắng ở Portimao vừa rồi với Bastianini là điều gần như không thể impossible. Nhưng mà mình nghĩ ở một góc nhìn nào đó thì chẳng hạn như là sắp tới ở Cota này, cũng như là khi mà trở về châu Âu á, với mọi thứ nó cân bằng, mọi thứ nó ổn định á, thì Bastianini hoàn toàn chứng minh được là mình có đủ tài năng và bản lĩnh để ở lại hoặc là thi đấu cho Ducati Lenovo Team. Năm sau thì chúng ta vẫn chưa biết là ai đi đâu về đâu, đặc biệt là với Martin và Bastianini, và với năm nay hai tay đua này ai cũng khát khao được mặc màu áo đỏ, thì dĩ nhiên sẽ mang đến cho chúng ta những màn trình diễn vô cùng đáng nhớ. Chúng ta cũng nhắc qua một tí về thần đồng Pedro Acosta các bạn ha. Thần đồng Pedro Acosta thì phải nói là bây giờ đã trở thành idol mới của chúng ta rồi, khi mà anh thi đấu cực kỳ tự tin. Anh vượt Marquez, rồi anh vượt Binder, anh vượt Mueller, rồi anh vượt cả không nhớ, nhưng mà thực sự thì anh đã có rất là nhiều pha combat với các tay đua đã thi đấu nhiều năm ở MotoGP. Và một chút gì đó may mắn khi mà Marquez và Bagnaia ngã xe thì Pedro Acosta có được podium đầu tiên trong sự nghiệp MotoGP của mình. Nói sự nghiệp thì nó cũng hơi ghê, nhưng mà hơi quá, nhưng mà chỉ sau hai chặng đua chính thôi thì anh đã có podium rồi. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta đua hay, chúng ta cần phải có một chút may mắn nữa, và Baby Shark Pedro Acosta đã có một chút may mắn đó khi mà hai tay đua ngay phía trên là Marquez và Bagnaia ngã xe, rồi sau đó thì Maverick Vinales cũng ngã xe và gián tiếp dần vị trí thứ 3. Lúc đó thì Acosta đang chạy vị trí thứ 4, có nghĩa là anh đã vượt cả Marquez và vượt cả Bagnaia ở phần trước đó rồi. Nên là Vinales ngã xe á, gián tiếp là dần podium cho Bagnaia, cho Pedro Acosta. Nhưng mà có cố gắng thì sỏi đá mới thành cơm, đúng không các bạn? Chúng ta phải cố gắng như thế. Và khi mà nhìn Pedro Acosta thi đấu thì các bạn thấy là không khí ở trên đường đua trở nên sôi động hơn. Có thể là Pedro Acosta hơi thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là ở chặng đua đầu tiên của mùa giải, khi mà lốp có nhiêu xài nhiêu, rồi còn mấy vòng cuối là coi như là không chạy được nữa. Nhưng mà cuộc đua này thì Pedro Acosta đã quản lý lốp của mình tốt hơn, biết lúc nào cần tấn công, lúc nào cần phòng thủ và lúc nào cần giữ lốp. Do đó là vị trí thứ 3 cũng là một điều gì xứng đáng và không quá bất ngờ nha các bạn, không quá bất ngờ. Mình biết là thế nào đi nữa, dù ngắn dù xa đi nữa thì Pedro Acosta cũng có được podium, cũng có được chiến thắng. Và chắc chắn là trong tương lai gần thôi, tay đua trẻ người Tây Ban Nha sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch của mỗi mùa giải MotoGP. Brad Binder thì không hiểu tại sao mình lại có vị trí thứ tư, tại vì một tuần vừa qua là một tuần rất là khó khăn với các tay đua của KTM, ngoại trừ Pedro Acosta ha. Binder cũng không có cảm giác tốt với chiếc RC16, Jack Miller cũng không có cảm giác tốt với chiếc xe, cho nên là hai tay đua của KTM về thứ tư, thứ năm cũng là một điều may mắn và đáng mừng, nhưng mà không hiểu tại sao họ lại có được điều đó. Còn chuyện gì để nói nữa không bạn? Chúng ta đã nói về Aprilia, Maverick Vinales, rồi còn hai hãng xe Nhật Bản á, thì Yamaha thì Alex Rins về thứ 13, còn Quartararo về thứ 7. Quartararo thi đấu cực kỳ cố gắng và qua đó thì cũng thể hiện được tài năng của anh, thì chuyện này chúng ta đã biết khá rõ rồi. Nhưng mà xét trên bình diện cạnh tranh với những vị trí trong top 5 á, thì hai hãng xe Nhật Bản thì bây giờ không có thấy đâu cả. Trong buổi chiếu GP á, thì các bạn thấy là đạo diễn hình cũng rất là ít khi chiếu những hãng xe Nhật Bản, và những tay đua của Honda còn hình như là họ về đích ở vị trí thứ 14 hoặc là 15 trở xuống, hình như là 13 trở xuống, mình không nhớ chính xác, nhưng mà ý là những vị trí rất là thấp, nên là họ cũng không có chiếu nhiều. Và Honda dĩ nhiên là họ vẫn hiểu được là họ đang ở đâu, chứ không phải là họ không biết chuyện đó. Yamaha thì chỉ có
Fabio với lại Alex cùng nhau chạy ở nhóm trên, nhưng mà thực sự thì cũng rất khó cho Alex Rins khi mà thời gian làm quen với xe không có nhiều và mọi thứ nó rất là khác biệt khi mà chạy Suzuki và chạy Yamaha. Giống nhau là hai chiếc xe này đều có chung một cấu trúc động cơ, cấu trúc khung sườn, nhưng mà khác biệt là khí động học bây giờ nó quá khác nhau các bạn ha. Alex Rins có nói là khác biệt không phải là V4 hoặc là 4 xi lanh thẳng hàng, mà khác biệt á là đến từ chuyện những bộ cánh khí động học này, nó làm cho chiếc xe trở nên khó lái hơn, những chiếc xe trở nên rất là vất vả để mà dìu nó vào những góc cua. Trước đây những chiếc xe mà vào cua một cách rất là tự nhiên trước đây như là Suzuki GSX RR hay là M1 á, thì bây giờ phải nói là chẳng khác gì nói chung là trên bão dưới không nghe. Trên bão dưới không nghe, mình muốn nó vào cua nhưng mà nó không vào cua, nó cứ có xu hướng là nó đi thẳng, tại vì những bộ cánh nó làm cho chiếc xe trở nên nặng nề hơn, khó để mà chuyển hướng hơn. Do đó Alex Rins cũng hy vọng là sẽ đến Kota, trường đua yêu thích của anh, để mà có thể là mang về chiến thắng cho Yamaha như là cái cách mà anh mang về chiến thắng cho Honda ở mùa giải năm ngoái. Chắc là cũng không còn gì để nói thêm các bạn ha. Quanh đi quẩn lại thì cũng nhiêu đó mà thôi. Martin, Bagnaia, Marquez, bây giờ có thêm Pedro Acosta để những cuộc đua trở nên vui vẻ hơn, sôi động hơn. Rồi những hãng xe Nhật Bản thì các bạn cũng thấy là bây giờ họ cũng biết được là họ đang ở đâu ở trên bản đồ. Họ đang phải mò mẫm đi trong bóng đêm để mà bước ra ánh sáng. Còn những video mà gọi là chi tiết hơn, sâu sắc hơn hoặc là ở một khía cạnh nhất định nào đó thì mình sẽ làm sau và gửi đến anh em. Video này giống như là tổng hợp lại và đưa ra một vài bình luận, một vài phân tích để anh em hiểu hơn về MotoGP ở Portimao vừa rồi. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và các bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký những kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye.